Hi, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ các bạn biết hôm nay mình sẽ làm gì không? Hôm nay thì mình sẽ chế biến một món ăn đặc biệt các bạn. Thì là các bạn đố các bạn biết món gì đấy? Thì là thật sự bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nhé. Thì là đó là món chay các bạn. Hôm qua thì là mình có đi mò chay về, thì là mình mò con chay rất chi là to các bạn. Đấy, thì đây là bây giờ mình sẽ cầm con chai lên cho các bạn thấy nhé. Đấy, con chai đây nha các bạn, con chai rất chi là to các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa, nhìn rõ chưa? Đó, rất chi là to luôn. Con này phải được 2 cân các bạn. Con chai này là chai sông nha các bạn. Hôm qua thì là mình mò được nó thì là ở dưới sông các bạn. Thì là hôm nay thì mình về sẽ chế biến món, để mình chế biến món gì thì các bạn cùng theo dõi nhé. Thì bây giờ thì là mình sẽ tiến hành rửa chai các bạn, rửa chai nhé các bạn. Thì là đây, con chai rất chi là to siêu khổng lồ luôn đó, thấy chưa các bạn, rất to luôn. Đây thì là đây thì là hôm qua mình mò rất chi là nhiều, thì là mình cho hết rồi các bạn. Thì là mình để lại một ít này để ăn các bạn, trong khi đó là cả con chai to này nữa. Thì là bây giờ mình sẽ đi chế biến thôi nhé các bạn. Ok các bạn, rửa chai nhé các bạn. Thì là con chai rất chi là to các bạn, thì là nó sẽ cật xoong này luôn các bạn. Thì là mình sẽ cho mấy con chai bé này vào trước nhé các bạn. Đây, mấy con chai bé này vào trước nhé. Đấy, thì là bây giờ mình cho nước vào nhé các bạn. Mình cho từng này thôi, bây giờ mình đặt lên bếp nhé các bạn. Ok các bạn nhé, thì là bây giờ mình đặt lên bếp rồi nhé các bạn. Thì là mình sẽ tiến hành bật bếp lên nhé. Tiến hành bật bếp lên đây. Đây nha các bạn, thì mình sẽ luộc chai, luộc trong vòng khoảng tầm 10 phút thì là nước sẽ sôi các bạn, nước sẽ sôi, chai sẽ há mồm ra. Thì là mình sẽ tiến hành bỏ chai, bỏ cái vỏ nó đi các bạn. Thì là mình lấy ruột bên trong và mình sẽ làm sạch sẽ đi, chờ nó sôi các bạn. Thì là chờ nó sôi xong rồi là để mình vớt chai này, mình chai bây giờ đã sổ rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và sẽ bắc ra và sẽ chế biến chai nhé các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Chai khi nó sôi nó chín là nó sẽ há mồm ra nhé các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tắt bếp đi nhé các bạn. Tắt bếp đi và mình sẽ bắc ra ngoài nhé các bạn. Bắc ra ngoài để mình chế biến. Nước luộc chai này thì là mình cứ để lại, thì là tí mình sẽ nấu canh các bạn nhé, rất chi là ngon và ngọt luôn. Ok thì là mình đã tiến hành thái chai rồi nhé các bạn. Đấy, được một bát luôn này, được một bát đầy luôn này, được có mấy con nhưng mà được một bát đầy luôn. Cơ bản là một cái con chai to các bạn, các bạn nhé. Cái con chai to thì là nó được nhiều thịt các bạn, thịt của nó rất nhiều luôn này. Đấy, thịt của nó trắng trắng muốt luôn này các bạn. Đây, thịt của nó rất trắng luôn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất ngon luôn. Đây, miếng nào ra miếng đấy luôn này các bạn. Rất ngon luôn nhé các bạn. Đấy, mình sẽ bắc chảo nhé các bạn. Đây thì bắc chảo đây, chảo già lên rồi các bạn ạ. Để cho chảo sôi thì mình sẽ tiến hành cho chai vào nhé. Thì là gia vị thì là mình có cà chua này các bạn, cà chua này và rau răm này, và hành tây này, và hành khô băm nhỏ nữa này các bạn nhé. Hành khô băm nhỏ đấy nhé các bạn. Thì là
chả đã già rồi thì là chúng ta sẽ tiến hành cho chai vào nhé các bạn. Đấy, rất chi là nhiều chai nha các bạn, ba con mà được nhiều, được một chả luôn này các bạn. Thì chai ăn rất chi là ngon các bạn nhé. Đấy, thì xin hành đảo đều lên các bạn nhé, đảo đều khi nào nó gọi thịt chai nó săn hết vào nhé các bạn. Thì là ta sẽ tiến hành nêm nếm gia vị nhé các bạn. Nó canh nó ngon lắm các bạn nhé. Đấy. Thì ta sẽ tiến hành đảo nhé các bạn, đảo đều tay nhé. Thì là để cho nó hết những cái nước này các bạn nhé, chai nó ra nước mà. Thì là đảo đều lên thì nó sẽ hết nước nhé các bạn. Thơm nhâm đấy nha các bạn, nhìn đã muốn ăn rồi các bạn, mùi rất chi là thơm nha các bạn. Nhìn rất thơm luôn, nhìn rất ngon luôn các bạn nhé. Miếng thịt chai miếng nào ra miếng đấy luôn này. Đó, chai này thì chế biến được rất chi là nhiều món luôn các bạn. Mình sẽ cho hành vào nhá, cho sẽ cho hành vào để đảo chung này. Đấy, và cho ít cà chua này nhá, ta sẽ tiến hành cho cà chua nhé các bạn. Đó, cho cà chua vào thì đảo đều lên cho nó quẩn lấy lượng lại chai nhé các bạn, để cho nó chín đều các bạn. Đấy, thì là khi cà chua chín đều ta sẽ cho các gia vị khác nhé các bạn. Thì là bây giờ ta cứ tiến hành đảo đều lắm nhé các bạn. Đấy, thì là sẽ cho một thìa bột lêm nhé, một lên này, ta sẽ đảo đều lên nhé các bạn, và cho một thìa muối nhé các bạn, đó, một thìa muối và đảo đều lên nhé các bạn, đấy nhìn ngon quá, nhìn ngon lắm rồi các bạn, thơm lắm, mình sẽ dằm cái cà chua này ra cho nó chín nhé các bạn. Đấy, sau khi là ta đã đảo đều và chai đã chín nhá, thì các bạn thì mình sẽ múc sang nồi nước dùng vừa nãy mình luộc chai nhé các bạn. Thì là mình múc sang nơi này thì là đun sủi lên nhé các bạn. Đấy, mình sẽ tắt bếp nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ múc sang bên nồi nước dùng này nhé các bạn. Đấy, chai rất là ngon nhé các bạn. Đấy, múc sang bên này. Đó, các bạn nhìn ngon chưa? Thì sau khi múc sang thì ta sẽ tiến hành bật bếp nhé các bạn. Bật bếp và đun sủi lên nhé các bạn. Mình chuẩn bị đây nhé các bạn. Mình đã đợi sủi là mình cho vào nhé các bạn. Thì là bắt ra và thưởng thức nhé các bạn. Ok các bạn nhé, thì là sau khi nồi chai đã sủi nhé, thì là ta sẽ tiến hành cho các gia vị nhé, cho gia vị vào nhé các bạn. Thì là tắt bếp sẽ được. Thì là giờ mình sẽ có chuẩn bị một ít hành lá này các bạn nhé. Thì là đây là rau răm này, rau răm mình cho vào này các bạn nhé, rau răm này. Đó, rau mùi nhé các bạn. Đấy, mình cho vào.
và hành lá nhé các bạn. Hành lá mình cho vào nhé. Và mình đảo đều lên nhé các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Đảo đều lên các bạn. Đó, nhìn rất chi là ngon nhé các bạn. Đảo đều lên là để cho nó sôi trở lại và mình sẽ tắt bếp đi và sẽ bắt ra là sẽ được nhé, thưởng thức được luôn nhé các bạn. Đấy, sau khi nước đã sôi trở lại thì mình sẽ tắt bếp nhé các bạn, tắt bếp đi các bạn và mình sẽ bắt ra nhé các bạn, thưởng thức nhé các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy này, rất chi là ngon này các bạn nhé. Đấy. Đây, rất chi là nhiều cái luôn nhé các bạn. Đó, rất chi là ngon luôn này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ múc ra nhé các bạn. Thì mời các bạn thưởng thức cùng mình nhé. Đó, mình sẽ múc ra nhé các bạn. Rất chi là ngon luôn nhé các bạn. Rất ngon luôn, rất nhiều cái luôn nha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành thưởng thức nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức chai nấu gọi là món chai nấu hành răm cà chua các bạn. Đấy, nó chỉ là ngon nha các bạn. Xin mời các bạn nhé. Ngon lắm các bạn. Thật sự là rất chỉ là ngon. Không tanh. Và rất chỉ là thơm. Béo, dai, giòn. Ngon lắm. Ngon. Thật sự là thịt chay ăn rất là ngon nha các bạn. Ăn rất là béo nha các bạn. Mời các bạn nhé. Ngon. Thì các bạn xem video nếu mà thấy hay thì là nhớ đăng ký kênh và like và chia sẻ giúp mình nhé, để mình có được thêm động lực ra thêm video mới nhé các bạn. Thì là video của mình chắc là sẽ kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.